Linh Hương rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cơ thể bạn nói gì. Trong chương trình này thì chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận, chia sẻ về những kinh nghiệm để có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân xung quanh mình. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn bàn tới một chủ đề mà có lẽ là ở cái thời điểm hiện tại nó không còn là một căn bệnh hiếm nữa. Đó chính là một căn bệnh mà các chị em phụ nữ rất hay gặp phải, viêm nhiễm phụ khoa, và trong đó là viêm nhiễm âm đạo. Khi mà ai đó vô tình mắc phải căn bệnh này thì thường sẽ có ngay một cái tâm lý là ngại ngùng, không muốn nói ra, hoặc nếu như có nói ra thì cũng phải khó khăn lắm tìm gặp một bác sĩ tin cậy lắm mới dám thổ lộ điều này. Và cũng bởi cái tâm lý đó cho nên đôi khi đã mắc bệnh rồi lại còn không chữa trị kịp thời, nó lại thành ra những cái hậu quả nghiêm trọng sau đó nữa. Thì ngày hôm nay, thấu hiểu tất cả những điều này, chúng tôi muốn dành một khoảng thời gian trong chương trình Cơ thể bạn nói gì để quý vị có thể nghe, tìm hiểu về bệnh này cũng như là cái cách làm sao mà chúng ta phòng rồi chữa. Và xin được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp lại bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Hà và cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ. Chào Linh Hương, chào tất cả các chị em và khán giả xem đài. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu một nhân vật cũng sẽ trực tiếp chia sẻ câu chuyện của mình để quý vị có thể đúc rút được những kinh nghiệm, đó chính là bạn Đinh Nga. Chào MC Linh Hương, chào bác sĩ ạ, chào quý vị khán giả. Trước khi chúng ta bàn luận vào câu chuyện liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Viêm âm đạo là tình trạng âm đạo bị viêm nhiễm dẫn đến tiết dịch bất thường, ngứa hoặc đau rát. Nguyên nhân thường gặp là do sự thay đổi trong cân bằng vi khuẩn âm đạo hoặc viêm nhiễm vùng kín. Nồng độ estrogen giảm sau khi mãn kinh và một số vấn đề về da cũng có thể gây ra viêm âm đạo. Đây là một tình trạng phổ biến và hầu hết phụ nữ nào cũng gặp phải ít nhất một lần trong suốt cuộc đời họ. Nếu không được điều trị, vi khuẩn âm đạo có thể làm tăng nguy cơ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và trong một số trường hợp có thể dẫn đến sinh non hoặc thậm chí sảy thai. Hiểu biết các dấu hiệu của viêm âm đạo do vi khuẩn là cách phòng ngừa tốt nhất của bạn để tránh các biến chứng. Sau phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là viêm âm đạo đúng là một căn bệnh khá là khó nói của phụ nữ và không phải ai cũng dám nói ra điều này, phải không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Đinh Nga trực tiếp chia sẻ về câu chuyện của mình. Và qua câu chuyện đó thì bạn sẽ được nghe tư vấn thêm từ bác sĩ. Tôi năm nay 28 tuổi thì đã lập gia đình. Cách đây một năm thì tôi có phát hiện ra cái dấu hiệu khí hư ra nhiều và khá ngứa ngáy vùng âm đạo trước kỳ kinh nguyệt và cũng như là sau kỳ kinh nguyệt. Thì tôi có đi khám bác sĩ, thì bác sĩ có nói là tôi bị viêm âm đạo, thì có điều trị 3 liệu trình. Đi khám lại thì vẫn tình trạng vẫn là bị viêm âm đạo. Tôi cũng có đi tìm hiểu thêm một số cái phương pháp điều trị ở bên ngoài nữa. Bệnh tình của tôi vẫn gần như không thuyên giảm nhiều. Tôi vẫn mong muốn tìm hiểu một cái phương pháp điều trị nào tốt cho mình. Trước khi để quý vị khán giả có thể hiểu được là chúng ta sẽ điều trị thế nào thì mình phải hiểu bệnh này là gì đã. Thì xin bác sĩ Nguyễn Thái Hà có thể cho biết là viêm âm đạo là gì và nguyên nhân do đâu ạ? Viêm âm đạo đó là cái tình trạng viêm nhiễm mà nó xảy ra tại cái âm đạo của chị em mình. Và nguyên nhân nào mà đưa đến cái tình trạng này thì chia ra làm hai cái nguyên nhân lớn theo phần chuyên môn. Tức là một là nguyên nhân do sinh lý và hai là nguyên nhân bệnh lý. Thí dụ như nguyên nhân sinh lý là gì? Hệ sinh dục nó là cái hệ mở, mà chính vì mở cho nên là nó vi trùng nó dễ xâm nhập và từ bên ngoài vào. Và cái thứ hai nữa là cái môi trường của cái âm đạo. Cái môi trường âm đạo nó có một cái độ pH sinh lý từ 4 đến 6. Nhưng mà khi mà cái độ pH sinh lý này nó bị thay đổi thì nó sẽ là cái môi trường thuận lợi để cho các cái vi khuẩn mà có hại đó nằm ở trong âm đạo nó phát triển và nó gây bệnh. Cuối cùng nữa là cái nguyên nhân bệnh lý là mình nhiễm trực tiếp các cái nhiễm vi khuẩn lậu này, nấm này, giang mai này, chlamydia này, HIV nhiễm trực tiếp từ cái quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh. Cái tâm lý của chị em phụ nữ là rất là ngại đến phòng khám để mà nói là tôi bị viêm âm đạo, cho nên đôi khi thấy ngứa này hay có cái biểu hiện gì đó là sẽ tự giải quyết luôn. Ví dụ như là như bác sĩ nói lúc nãy là cũng tự rửa bằng nước muối loãng chẳng hạn, hoặc là mình tự xử lý. Thế thì làm như vậy thì có đúng không? Và nếu như cái tình trạng viêm âm đạo mà để lâu quá ấy, thì hậu quả nó sẽ thế nào ạ? Hậu quả của cái tình trạng viêm âm đạo này thì nó rất là nhiều, nhưng mà thường gặp nhất đấy chính là cái cảm giác khó chịu như là bạn đã từng trải qua. Vì sao? Vì khi bạn bị viêm âm đạo thì là cái vùng kín nó
tiết dịch ra rất là nhiều. Đâm ra tự nhiên mình mất tự tin trong cuộc sống, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng không tập trung được trong công việc. Như thế nó sẽ ảnh hưởng đến không những công việc sinh hoạt hàng ngày mà nó ảnh hưởng cả đến trong quan hệ vợ chồng. Nhưng mà cái hậu quả xấu nhất là gì? Cái đường lây viêm nhiễm nó đi từ dưới lên. Nếu mình điều trị không kịp thời, mình để cho bệnh phát triển này nặng thì nó sẽ từ cái viêm âm đạo nó dẫn lên đến viêm tử cung, viêm ống dẫn trứng, buồng trứng, viêm vùng chậu. Và nó làm cho cái gì? Dính cái buồng tử cung, tắc ống dẫn trứng, thậm chí nó là viêm dính vùng chậu. Cái hậu quả là cái gì? Không thụ thai được và tăng cái tỷ lệ hiếm muộn. Cũng như bác sĩ vừa nói thì tôi có biết rằng là cái bệnh viêm âm đạo này rất đáng để quan tâm. Thì có tìm hiểu trên những cái phương tiện trên mạng ạ, thì có thấy là chị em mách nhỏ nhau về những cái cách điều trị hoặc là cách cái chăm sóc vùng kín bằng trầu không, trà xanh. Hoặc nữa là có những chị mà bị viêm ấy thì có giới thiệu nhau về một số cái thuốc mà không rõ nguồn gốc ấy. Cái đấy thì mình có nên dùng hay không? Và tại sao lại như vậy? Mình không nên tự ý điều trị, mà khi bạn có những cái cảm giác bất thường, bạn phải đi khám ngay, chẩn đoán chính xác thì sẽ có cái điều trị đúng, diệt được cái tác nhân gây bệnh. Bạn tự ý điều trị thì cái quá trình bệnh nó sẽ kéo dài, thậm chí nó tái phát, nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả nặng nề như mình mới nói. Vậy là hậu quả mà lâu là cũng rất nghiêm trọng đấy chứ đúng không nào? Như Nga cũng đã chia sẻ từ đầu là cũng đã trải qua một vài cái phác đồ điều trị đúng không? Cái cảm giác của bạn khi mà biết là mình bị viêm âm đạo thì nó như thế nào? Như tôi đã nói ở phần đầu ấy, thì tôi có sử dụng đến 3 cái cách điều trị tìm hiểu trên mạng. Thì cũng rất may mắn cho tôi là tôi không có bị cái hậu quả gì quá nghiêm trọng. Thì sau khi mà nghe bạn giới thiệu cho cái phương pháp điều trị bằng đông y thì tôi thấy là nó có những cái thành phần bạch chỉ này, khô phàn, đinh hương. Thì sau khi mà sử dụng ở giai đoạn đầu thì tôi đã thấy hoàn toàn khỏe mạnh ở cái vùng kín của mình. Trong phần đầu thì chúng ta đã được tìm hiểu thế nào là viêm âm đạo và nếu như để quá lâu không điều trị thì sẽ có những hậu quả như thế nào. Trước khi bước vào phần 2 về những cái phương pháp để chúng ta có thể phòng, có thể chữa thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Người đừng trách em nha anh ơi, người đừng trách em nha anh hỡi. Đừng có trách gì em đâu trời. Tất cả chỉ là kỷ niệm. Cái gì vậy trời? Anh có trách gì em đâu. Tối nay trả bài đầy đủ cho ta là được rồi. Ôi, không có học bài, không nhớ bài để trả. Không có tâm trạng. Cái gì vậy trời, thiệt tình luôn á. Dạo này hả em sao sao á. Mỗi lần anh nhắc tới cái chuyện đó là cái em đánh trống lảng qua chuyện khác nè. Làm như có bồ nhí ở ngoài hay sao? Hết thương tôi rồi đúng không? Bồ nhí cái gì? Mở miệng ra là hờn dỗi vậy hả? Chứ sao anh kêu trả bài mà em cứ nói không thuộc bài hoài là sao? Tại em cảm thấy không có được thoải mái trong người cho nên là em không có tự tin. Anh nhớ hồi trước em nói với anh không? Nhớ vụ gì? Em bị viêm âm đạo đó. Em cứ cảm thấy ngứa ngáy rồi nó cứ ẩm ướt. Rồi vậy sao mà em tự tin em trả bài được không biết nữa. Ê, vậy? Chờ anh chút xíu nha. Sao? Chờ chút. Ê, Minh hả? Ê, nói nghe nè. Bữa mày tâm sự với tao, vợ mày bị ngứa chỗ đó. Rồi sao? Hai chồng giải quyết sao? Nói nghe nè, mày có cái thông tin về cái sản phẩm đó không? Vợ tao giờ cũng bị ngứa y chang mày. Rồi, gửi qua tao liền nha. Trời đất ơi. Gì? Mấy ông đàn ông nói chuyện này với nhau hả? Trời có gì đâu em, thời buổi bây giờ bình thường anh em là phải trao đổi thông tin với nhau. Hôm bữa trời nó tâm ơi. Sự chuyện vợ chồng nó là vợ nó cũng bị cái tình trạng y chang như em vậy đó. Mà nó sử dụng cái sản phẩm nào mà hết á. À, đây này, nó mới sản phẩm gì? Đây nó mới gửi qua anh nè. Đâu? Viên đặc phụ khoa chiết xuất từ các thảo dược đông y. Ủa, thiệt hả? Ủa có cái gì đây? Bạch chỉ rồi hoàng liên, xà sàng tử, ngũ bội tử, khô phàn, đinh hương. Những cái thành phần này là thảo dược có tác dụng trị phụ khoa hả? Ừ, bây giờ đi mua liền cái sản phẩm này sử dụng đi. Khoan, mua đã. Bây giờ anh lên Google, anh search coi cái này là cái gì cụ thể cho em. Rồi hỏi cái số hotline để cho em gọi điện rồi em tư vấn trước. Anh search liền. Ừ.
trong cái đoạn tình huống đó thì cũng đã có nhắc tới cái việc là điều trị viêm âm đạo bằng các cái sản phẩm mà đặc chất xuất từ thảo dược, ví dụ như là bạch chỉ, hoàng liên, xà sàng tử, ngũ bội tử, khô phàn, đinh hương. Không biết là bác sĩ có ý kiến gì về phương pháp này? Có chứa cái bạch chỉ, tức là có cái tác dụng đầu tiên, tức là giảm đau. Tại vì trong hầu hết các cái trường hợp viêm nhiễm âm đạo, bạn sẽ có ngứa ngáy đau rát ở cái vùng kín, thì cái này nó có cái tác dụng giảm đau. Cái thứ hai nữa là xà sàng tử, nó có tác dụng là giảm cái dịch tiết của âm đạo, và cái này chính là cái mà gây khó chịu cho chị em, và nó có một cái tác dụng thêm nữa là nó hỗ trợ điều trị hiếm muộn. Đinh hương thì nó có tác dụng sát trùng rất là cao, sẽ ngăn ngừa các cái nguy cơ viêm nhiễm xâm nhập vào âm đạo. Hoàng liên nó có cái tác dụng là kháng khuẩn, kháng nấm, cho nên nó sẽ diệt các cái nguyên nhân gây bệnh. Ngũ bội tử thì nó sẽ có cái tác dụng làm lành các cái vết thương, các cái vết trầy xước của cái âm hộ âm đạo trong cái bệnh viêm nhiễm. Viêm nhiễm mà nhất là viêm nhiễm nặng thì hầu hết đều có cái trầy xước. Và cuối cùng nữa, đấy là cái khô phàn. Nó có cái tác dụng làm tăng cái độ xe khít của âm đạo, tăng cái độ co giãn của âm đạo lên, của cái niêm mạc âm đạo. Và chính cái tác dụng này nó sẽ làm bớt cái mỡ của cái hệ sinh dục của người phụ nữ. Như thế mình sẽ là giảm được cái nguy cơ gây viêm nhiễm. Và cái thứ hai nó có cái tác dụng rất là hay là làm giảm bớt cái nguy cơ sa thành âm đạo ở những cái chị em mà sanh đẻ nhiều lần hoặc lao động nặng, cho nên cái niêm mạc âm đạo nó bị giãn ra rất nhiều. Các cái thành phần thảo dược đó có đúng là cái sản phẩm mà Nga đang dùng không? Rất là đúng, bởi vì hôm ấy thì khi mà nghe bạn giới thiệu thì mình cũng không có tin tưởng nhiều. Nhưng mà vì rằng là bạn mình đã sử dụng và đã giới thiệu cho mình thì mình tin bạn. Thế khi mà mình lấy thuốc về thì có xem những cái thành phần thì có như là bạch chỉ. Con nhớ được cái thành phần đấy, bạch chỉ, rồi khô phàn, đinh hương. Như bác sĩ vừa nói thì nó có đúng với lại những gì mà thành phần mà mình đã sử dụng trong cái viên đặt phụ khoa đấy. Với những thành phần thảo dược tự nhiên, thiên nhiên thì viên đặt phụ khoa nữ oa của công ty cổ phần Đông Dược Vũ Đức đã là lựa chọn của bạn Nga, nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Tất nhiên là ở ngoài thị trường thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm để có thể hỗ trợ điều trị cái tình trạng viêm âm đạo này. Bác sĩ cũng sẽ có những gợi ý là mình dựa vào những cái tiêu chí như thế nào để mình lựa chọn các cái sản phẩm sao cho tốt ạ? Cái viên đặt phụ khoa mà Đinh Hương vừa nhắc đó, 100% là thảo dược được chấp nhận của Bộ Y tế Việt Nam. Thưa bác sĩ, lúc này là một câu hỏi của một khán giả gửi tới chương trình khi mà biết chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ, tôi là Huyền, năm nay tôi 32 tuổi. Sau khi sinh bé thứ hai thì tôi bị viêm âm đạo với các dấu hiệu như ngứa rát, da khí hư. Và hiện tại thì bé nhà tôi đã được hơn 1 tuổi, không còn bú mẹ nữa. Vậy tôi có thể sử dụng sản phẩm mà bác sĩ vừa nhắc tới không? Và có cần phải lưu ý đặc biệt gì không ạ? Bạn vẫn có thể dùng cái sản phẩm này được đó. Và lưu ý khi dùng đặt tối trước khi đi ngủ. Và cái liệu trình điều trị của bạn sẽ phải kéo dài từ 7 đến 15 ngày. Nhưng mà trước khi bạn đặt thì bạn cũng nên đi khám chuyên khoa để chúng tôi hướng dẫn cụ thể cho bạn. Xin được cảm ơn bạn Huyền đã gửi câu hỏi tới chương trình và cũng chúc mừng bạn đã được nghe tư vấn từ bác sĩ rất là cặn kẽ để mình yên tâm hơn khi mà điều trị cái tình trạng của mình. Ngoài sử dụng sản phẩm từ thảo dược và đặc biệt là sản phẩm chúng ta vừa nhắc tới thì bác sĩ có những lời khuyên nào đối với chị em nữa không trong cái việc là mình có thể phòng và điều trị các cái bệnh liên quan tới phụ khoa và đặc biệt là viêm âm đạo ạ? Khuyên các chị em là nên trang bị cho mình cái kiến thức về phòng tránh viêm nhiễm và giảm các cái nguy cơ lây bệnh bằng cái cách gì. Thí dụ như là vệ sinh thì phải đúng cách. Thế và cái thứ hai là quan hệ tình dục phải an toàn. Các chị em phải đi khám phụ khoa tối thiểu 6 tháng một lần nếu cơ thể mình bình thường. Còn nếu cơ thể mình có cái gì bất thường là nên đi khám ngay và thực hiện theo đúng cái hướng dẫn của thầy thuốc. Thứ ba nữa là mình nên có cái chế độ ăn hợp lý. Thí dụ như là giảm cái dầu mỡ tinh bột, ăn tăng cường các cái rau xanh, trái cây tươi, sữa chua. Cái thứ tư nữa mình nên có một cái chế độ thể dục thể thao hợp lý, thí dụ như ngồi thiền, yoga, tập thể dục, chạy bộ, nghỉ ngơi hợp lý
giảm cái stress trong công việc để cho mình cũng có sức khỏe tốt, mà có sức khỏe tốt thì mình cũng sẽ vượt qua được các cái bệnh tật. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thái Hà. Đây cũng sẽ chính là những cái bí kíp để giúp cho các chị em phụ nữ có thể chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Đối với phụ nữ chúng ta nói riêng thì có rất nhiều những vấn đề liên quan tới sức khỏe, đôi khi còn là những vấn đề rất khó nói và chia sẻ. Chủ đề ngày hôm nay về viêm âm đạo cũng là một trong những cái vấn đề mà không phải ai cũng dám nói ra, như nhân vật của chúng ta là bạn Đinh Nga mà chúng tôi đã mời tới phim trường ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện này cũng sẽ là một gợi ý cho quý vị để chúng ta có thể biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Hy vọng là quý vị đã có những thông tin rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Còn bất cứ câu hỏi hay là thắc mắc gì liên quan tới chủ đề này, hoặc có thể đăng ký làm nhân vật của chủ đề tiếp theo, thì quý vị hãy gọi điện về số hotline luôn luôn được hiển thị trên màn hình của chúng tôi. Còn bây giờ thì chương trình Cơ thể bạn nói gì xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các loại thảo dược đông y được kết hợp theo một tỷ lệ nhất định có tác dụng diệt tạp khuẩn, diệt nấm âm đạo, loại bỏ khí hư, viêm lộ tuyến, ngứa âm đạo, điều trị viêm cổ tử cung, giúp cân bằng pH âm đạo. Tôi được giới thiệu về cái sản phẩm phụ khoa này thì tôi có tìm hiểu và thấy là rất là nhiều chị em đã sử dụng cái sản phẩm này và có hiệu quả. Thì sau khi sử dụng một liệu trình thì tôi cũng có thấy cái kết quả. Thì tôi quyết định tôi sử dụng thêm để cho mình có cái sức khỏe tốt hơn. Cũng giống như nhiều chị em phụ nữ khác, sau khi sử dụng sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược đông y, chị Hà đã tự tin và thoải mái hơn trong sinh hoạt vợ chồng và cuộc sống.